còn đâu của người khác, không phải em, một người trước kia anh từng yêu. Yêu cô ta còn nhiều hơn cả em. Phía sau lưng anh kia, đúng người ấy đấy phải không? Thật xấu khi anh quay lại, ôm chặt cô ấy trong. Đang lại bỗng chợt ngã đúng vào anh, cảm xúc em luôn chân thành, nay là nhận cô ta ra đau. Vết thương tuy không dễ lành, dẫu đau nhưng em sẽ quên được vậy sự tồn tại của em có nghĩa gì không?